Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Trong lúc quảng cáo thì chúng tôi cũng suy nghĩ ra cái thế lực ở Hà Nội với miền Nam á. Ở Hà Nội họ thích cái chuyện mà ở trong miền Nam nó ồn ào, có một cái cá nhân, một người phụ nữ Nguyễn Phương Hằng mà gây ảnh hưởng đến nội bộ của Đảng Cộng sản ở Hà Nội, giải quyết rất nhiều các vấn nạn từ vấn đề đại dịch rồi tìm thuốc chủng vân vân. Họ không thích ở trong miền Nam lại có một cái nhân vật ra gây ảnh hưởng những cái điều đó nữa. Chưa kể là mới đây một cựu bí thư của thành phố Sài Gòn lên tiếng nói để binh vực Hoài Linh nữa, người ta thấy cũng khá bất ngờ. Ông nói vòng vo Tam Quốc rồi ông nói thôi, đừng để mất đi một cái nhân vật nghệ sĩ có 102 của Việt Nam, uổng lắm phải không? Đó, thầy tha thứ cho Hoài Linh đi. Đúng, người ta nói, ông nói rằng là nếu có sai phạm điều gì đó thì hãy tha thứ để cho Hoài Linh tiếp tục làm một nghệ sĩ của Việt Nam rồi này kia. Nhưng mà cũng có nhiều người ở trên mạng sau khi mà ông nói rằng là ông lên tiếng cho Hoài Linh, thì nhiều người nói rằng là tại sao ông không nghĩ đến chuyện của ông đi. Ông chuyển ra ngoài miền Trung mười mấy hay là 100 mấy chục triệu đồng gì đó tiền Việt Nam để mà giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn, mà ở ngoài miền Trung mới có chậm đưa phân phát cho người ta thôi, là tháng hoặc là mười mấy ngày, 20 ngày gì đó, mà ông đã là chăm đòi tiền lại rồi, nó nói rằng là không có chịu giao tiền này kia. Mà cái này là tới mười mấy tỷ đồng trong lúc những người đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ. 6 tháng sau không giao. À, không giao. Vì mà bây giờ ông lại lên tiếng là binh vực này kia. Thì đó là cái phản ứng ở trên mạng như vậy. Thì thấy rõ ràng là cũng có cái đa số đó nha. Thì cũng có nhiều người phản đối cái việc mà ông Đoàn Ngọc Hải lên tiếng. Còn cũng có những người nói rằng là thôi thì cái chuyện gì sai thì đã sai rồi, chúng ta không nên cố chấp quá vân vân. Thì cái đó là phản ứng của trên mạng xã hội cũng như là nhiều người dân. Nhưng mà mình chưa thấy là cái tiền 14 tỷ phải không ạ? Khi nào được giao? Ngày hôm nay trên báo mới nhất đó, thì cho biết rằng là sáng hôm nay thì Hoài Linh đã nhờ đại diện để đưa ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở miền Trung một số tiền là khoảng 8 tỷ 6 gì đó để cứu trợ cho những người đang gặp khó khăn. Ủa? Cái số tiền này đây là số tiền cứu trợ bão lụt năm ngoái, nhưng mà năm nay thì hết lụt rồi, cho nên vẫn gọi là số tiền cứu trợ bão lụt. Tại sao không phải 14 mà có 8 tỷ mấy đó? Đã phân phát ra một số trước đó rồi, nhưng mà cái số tiền 8 tỷ mấy này là ngày hôm nay mới đưa ra ngoài đó. Từ từ giải quyết hết. Tức là bây giờ Hoài Linh phải đi gom góp những cái nơi khác, tiền bạc nó đang kẹt cho nên phải đi gom. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mà chắc chắn là sẽ được giải quyết trong ngày mai thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Đó. Xong hết. Rồi sẽ được giải quyết trong ngày mai. Qua đến đang nói chuyện về Việt Nam đó, thì sáng ngày hôm nay thưa quý vị, tối ngày 2 tháng 6 tức là giờ này đang ở Việt Nam đó, thì đã ghi nhận thêm 138 ca mắc COVID-19 mới. Và thành phố Sài Gòn đã có một trường hợp tử vong đầu tiên trong đợt dịch thứ tư này. Trường hợp đầu tiên, qua một cái bản mà họ phân tích đó, thì họ nói rằng là những cái ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng có, và một số ca mới là đã được đưa đi cách ly ngay vừa lúc vừa nhập cảnh vào. Cho nên những cái ca mới nó tiếp tục rồi. Cộng thêm nữa là ngày hôm qua ở Gò Vấp, thưa với quý vị, một cơn mưa lớn kinh khủng đúng. Đã làm cho lụt khắp nơi hết, có nghĩa là nước lênh láng trên đường, người ta phải đi ra ngoài những cái ống cống để mà thu dọn rác để mà cho nước nó mau được rút xuống. Qua hình ảnh đó thì tất cả những con đường chung quanh cái khu Gò Vấp đó, đường Phạm Văn Chiêu, đường Lê Văn Thọ, đường Quang Trung, đường Nguyễn Văn Khối, quá trời là rác trên đường, và bây giờ nước ngập tới cả gần
qua đầu gối luôn thưa với quý vị. Đó, họ đang, người dân đây là người dân nè, ở sống chung quanh cái khu vực này nè, thì họ nói rằng là không thể chịu nổi nữa, nước nó cứ như vậy hoài, cho nên họ tự động ra họ vớt rác lên. Mà ở Việt Nam đó thì cứ ăn xong quăng đại xuống đường vậy thôi. Một trong những điều mà đó, thưa quý vị, tôi là người Việt Nam mà tôi cũng quá là chán ghét, mệt mỏi với cái vụ người Việt Nam xả rác đó. Khủng khiếp luôn. Tại sao người Việt Nam lại giống người Ấn Độ như vậy? Quý vị thấy bên Ấn Độ họ xả rác nghĩa là khủng hoảng luôn, nghĩa là đi đại tiện tiểu tiện ở ngoài đường. Việt Nam cũng vậy thôi, cũng tiểu tiện, có chỗ nào sẵn là cứ tiểu tiện thôi. Nếu mà thậm chí có chỗ là họ cũng đại tiện luôn rồi. Cái tâm tính đó không khác gì, tại sao lại như thế? Tâm lý mà. Cách đây không lâu thì tôi có nói chuyện với lại những cái người ra mà ở Việt Nam thì họ nói là cái tình trạng này nó quen rồi, nó cái văn hóa rồi, cái tự ý thức của người dân nó từ quen lâu rồi quý vị, chứ không phải nói được bây giờ, nó cái đó nó, từ lâu rồi. Làm sao mình mà thậm chí tôi lại thấy có những người Nhật họ sang họ đi nhặt rác dùng những người Việt Nam chúng ta trong nước nữa, mà cứ xả rác. Một cái vị đấy, mỗi ngày chúng tôi theo dõi những cái đoạn video đi trên đường phố, rác đầy hết. Có những nơi thì sạch sẽ, có người dọn dẹp thường xuyên, nhưng mà cái chuyện dọn dẹp hết rồi cái tâm lý đó, rồi con nít về sau này nó cứ học cái kiểu của người lớn để xả rác, nó cũng bắt chước nó xả theo đó, là ỷ y là ô cái chỗ này mình có người mỗi ngày dọn dẹp, mình trả tiền cho những người dọn dẹp thì mình cứ xả rác. Ở tại Hoa Kỳ này, nếu mà quý vị vào trong chợ thì thấy trong thời gian qua thịt đắt phải không? Cái gì cũng lên giá hết. Sáng hôm nay thì cũng có nhiều người chia sẻ hình ảnh đó là giá xăng ở miền Bắc California có một vài nơi 5 đồng 89 cent một gallon. Cái gì? Gần 6 đồng rồi. Cái này mấy tuần tôi xuống là LA thì thấy trên 5 đồng, tôi đã hoảng hồn, 5 đồng mấy đó. Có nhiều nơi là 5 đồng 99 cent nữa. Một trong những trung tâm mà process meat, tức là họ vừa đưa bò, đưa heo vào rồi đóng gói, nhưng mà nó là một cái chuỗi để mà lo cái thịt, đó là công ty mang tên JBS, có mặt ở Hoa Kỳ, có mặt ở khắp nơi ở châu Âu thưa quý vị, khổng lồ lắm. Họ bị tin tặc tấn công. Một trong những tin mà chúng tôi nghe là thấy họ khuyến cáo đó, do cái tình trạng tấn công này khiến cho giá thịt bò, thịt heo sẽ còn cao thêm nữa, gây ảnh hưởng. Tuy nhiên nó chỉ xảy ra trong vòng độ 24 tới 48 tiếng đồng hồ. Đến sáng ngày hôm nay, một trong những trung tâm lớn nhất trên thế giới này đó là Brazil, thì Brazil nói bắt đầu họ đã hồi phục lại từng phần. Khi mà tin tặc tấn công tương tự như cái Colonial Pipeline đó, khóa lại, không có chuyển dầu đi được. Quý vị tưởng tượng nó tấn công thì cái nhà máy sản xuất nó dây chuyền, bởi vì làm cái gì nó cũng phải dây chuyền, từ một con bò nó cạo, nó rửa, rồi nó đưa vào cho những người này để mà cắt đó, nó cũng là sợi dây chuyền. Cái máy nó không hoạt động, bởi vì cái máy bây giờ nó phải chuyển qua một cái server trung ương, nó tấn công vào cái server đó, thế là nó ngừng hết. Ngừng một chỗ thôi là mấy cái chỗ khác nó bị dính líu, nó vạ lây, không có làm được. Như vậy thì thí dụ như là bị tấn công như vậy đó, thì họ sẽ không mở máy lên được, họ không nhìn thấy là bên nước nào order bao nhiêu ký thịt, bao nhiêu con bò. Như vậy thì nó hỗn loạn luôn. Thì nó hỗn loạn luôn trong một ngày đó. Một cái chỗ, quý vị có thể tưởng tượng nó nhìn, thí dụ mà có 10 khâu đi, chỉ cần một khâu nó ngừng thôi, ngừng. Tất cả những khâu sau nó ngừng lại, rồi cái khâu chết nó cũng ngừng lại luôn, thì cái tin tặc nó tấn công, nó đánh vào cái chỗ đó, thế là không có làm việc gì hết. Nhưng mà vào đó thì có những cái người IT giỏi thì họ vào thì họ sửa đổi lại, có chỗ thì sửa được, có mà chỗ thì mất thì giờ. Có phải trả tiền gì cho tin tặc hay không? Như giống như là Colonial mới đầu nói là không trả tiền. Nhưng mà sau đó thì lộ ra có chuyện trả tiền, nhưng mà cơ quan FBI tình báo Hoa Kỳ phải dính vào, phải đưa những cái tay mà khủng khiếp về tin tặc đó mới khóa được, mới tìm được cái bọn tin tặc kia, mới khóa sổ cái bọn tin tặc kia. Thì bây giờ thì cái hệ thống ở châu Âu, Hoa Kỳ, họ nói vào sáng ngày hôm nay là họ lại một lần nữa nghi là từ Nga hoặc từ các quốc gia vùng Đông Âu, các quốc gia mà có nằm trong cái khối Liên bang Xô Viết cũ đó đứng ra, bởi vì có những cái tên mà làm việc ở dưới ngầm.
Thưa quý vị, bọn này nó underground đó, gọi là những cái kẻ mà không bao giờ xuất đầu lộ diện hết. Cả một cái hệ thống, nó tin tặc, nó liên lạc với nhau để tấn công. Và nó mượn, thí dụ như họ bị khóa Internet ở đây, họ sẽ mượn được cái hệ thống Internet ở nơi khác để làm việc. Cho nên khóa được chỗ này, nó lại lòi ra cái chỗ khác. Nhưng mà những ngày vừa qua khi mà chúng ta nghe tin về những cái tin tặc đó, thì tin tặc đến từ có 2-3 nơi thôi, Cộng hòa Xô Viết nè, Nga nè, hay là Bắc Hàn nè, hay là Trung Quốc nè, là ba những cái nơi đó họ hình như là họ đào tạo tin tặc thì phải. Mỗi một quốc gia đều có, của Hoa Kỳ cũng phải có. Bởi vì mình gọi là tin tặc nhưng mà thực ra là những người họ có cái kỹ năng quá giỏi về vấn đề thảo trình đi. Thì nói là tin tặc thì phải có những cái đội ngũ tấn công tin tặc. Hai bên nó đụng độ nhau thì nó trở thành một cái chiến tranh trên mạng. Chúng tôi tiếp tục với Cà Phê Sáng ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.